Nhận định bóng đá Việt Nam với Lebanon. 22 giờ ngày 25 tháng 5. Tối ngày 23 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang bước vào cuộc đối đầu căng thẳng với đội tuyển Lebanon. Tỷ số chung cuộc hòa 0-0 mang lại lợi thế không nhỏ cho đội tuyển Futsal Việt Nam ở trận lượt về ngày 25 tháng 5 tới đây. Xác định tính chất quan trọng của trận play-off lượt đi, được tính là trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã lựa chọn những gương mặt dạn dày kinh nghiệm trong đội hình tổ 1, gồm thủ thành Hồ Như Ý, đội trưởng Phi Sỏ Trần Văn Vũ, A La Lê Quốc Nam, A La Châu Đoàn Phát và PIVO Nguyễn Minh Chí. Từ đầu trận, sự cẩn trọng được đội tuyển Việt Nam thể hiện rõ nét khi chủ động lùi sâu, tập trung quân số ở nửa sân nhà để phòng thủ. Phía bên kia, Lebanon cũng áp dụng chiến thuật tương tự khi cầm chắc bóng. Họ chỉ chuyền qua lại chờ sơ hở của hàng thủ Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ chơi tập trung nên không để lộ những khoảng trống cho đối phương khai thác. Suốt hiệp 1, đội tuyển Việt Nam hầu như không tung được cú sút nào nguy hiểm. Trong khi Lebanon có 1-2 tình huống sáng sủa nhờ nỗ lực đột phá cá nhân, nhưng họ không tận dụng được khi dứt điểm khá tệ. Bước sang hiệp 2, hai đội vẫn áp dụng lối chơi tương tự. Tuy nhiên, thủ thành Hồ Văn Ý đã phải vất vả hơn nhiều khi hàng thủ Việt Nam có phần lơ là trong một vài tình huống tấn công của đội bạn. Trận đấu diễn ra với không nhiều tình huống nguy hiểm. Về cuối trận, đội tuyển Việt Nam tăng tốc và tạo ra một vài cơ hội. Tuy nhiên, không cầu thủ áo đỏ nào tận dụng được. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này mang lại lợi thế không nhỏ cho Việt Nam ở trận lượt về. Nếu Việt Nam hòa có bàn thắng thì chúng ta chắc chắn đi tiếp. Khi ấy, Lebanon buộc phải giành chiến thắng nếu muốn lật ngược thế cờ.